bạn nha, hôm nay mình làm ốc luộc sả chấm với nước mắm sả rất là ngon, chua ngọt á. Mình muốn giới thiệu đến các bạn cái món ốc luộc, nó rất là đơn giản, rất là dễ làm, nên mình giới thiệu các bạn cái món này. Các bạn cùng làm với mình cái món ốc luộc với sả nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành. Mình sẽ đem đi luộc với sả và lá chanh này kia, mình lên mình chấm một miếng nước mắm chua ngọt, sả nó rất là ngon và hấp dẫn. Trước tiên thì các bạn, mình mua ốc về đó thì các bạn chuẩn bị vài chớp như thế này, rồi mình sẽ ngâm trong ốc khoảng 1 tiếng đồng hồ đi. Cái thời gian thì các bạn có thể ngâm 2 tiếng cũng được, để mình loại những cái rong riêu ở trong con ốc nó ra. Giờ tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vào con ốc và mình sẽ cắt ớt vào để cho loại những cặn bã trong con ốc. Các bạn đổ nước vào xăm xắp như con ốc như vậy đó, thì các bạn mua những trái ớt hiểm như thế này nè, thì các bạn sẽ bỏ, mình cắt vào cho nó cay cay, con ốc nó sẽ hả cái miệng ra và nó sẽ bỏ những cái cặn bã trong cái mình của nó ra. Mình luộc lên nó sẽ được sạch sẽ và nó ngon. Bạn có thể là mình lấy cái nước cơm vo gạo á, vo gạo của mình á, mình để vô cũng được. Thì các bạn sẽ ngâm như thế này nè, ốc nó cay cay nó sẽ hạ những cái đất dơ trong ốc ra. Thì các bạn
chút dừa thôi các bạn. Thì các bạn như vậy một cái nồi thì mình sẽ bỏ một cái phần sả mình đập dập phía dưới đây. Xong rồi thì các bạn sẽ cho một ít lỗi, mình sẽ lót vào đây. Hai ba lá chanh. Và mình cho cái hạt. Rồi các bạn sẽ cho một ít nước, mình cho nước nó hơi xanh sắc cái hốc như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ luộc. Rồi các bạn bắt lên bếp, cho bếp nó sôi á, thì các bạn sẽ nêm gia vị vô cho con ốc. Khi mà nó chín á, các bạn húp nó được ngon, thì mình sẽ cho một muỗng đường vào đây. Oh.